Đến với điện ảnh thế giới tuần qua, bộ phim One Piece đào hải tặc bản người đóng bùng nổ toàn cầu, trở thành bộ phim truyền hình xếp hạng số 1 tại 84 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Điều gì tạo nên cơn sốt của đào hải tặc? Chúng ta sẽ cùng khám phá tại tiêu điểm tuần này. Đào hải tặc mang đến thế giới rộng lớn được bao phủ chủ yếu bởi nước với kỷ nguyên của cướp biển và cuộc phiêu lưu của nhân vật chính Monkey Luffy cùng băng hải tặc yếu dởm. Chuyển thể từ tác phẩm cùng tên và kỷ lục thế giới Guinness với danh hiệu bộ truyện tranh của một tác giả được xuất bản nhiều nhất. One Piece, đào hải tặc là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, biểu tượng giúp Nhật Bản phát triển du lịch với cộng đồng người hâm mộ đông đảo khắp các quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Vì vậy, ngay từ khi có thông tin về phiên bản live action người đóng, đào hải tặc đã thu hút nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, lúc đầu, phần lớn người xem đều lo lắng vì sự kết hợp giữa truyện tranh và Hollywood thường không thành công. Phiên bản live action thành công bất ngờ. Sự thành công của đào hải tặc đã phá vỡ lời nguyền chuyển thể từ truyện tranh cho những dự án thất bại và trở thành thảm họa màn ảnh. Nguyên nhân lớn đều từ không giống nguyên tác, do sự khác biệt giữa truyện tranh và điện ảnh hay giữa văn hóa Nhật Bản và Âu Mỹ. Để khắc phục, đích thân tác giả Oda đã tham gia giám sát sản xuất để đảm bảo đứa con tinh thần bám sát bản gốc nhất. One Piece được sản xuất với kinh phí được cho là lên đến 18 triệu đô la Mỹ, khoảng 433,5 tỷ đồng mỗi tập để dựng lên một thế giới giả tưởng cực kỳ ấn tượng. Dàn diễn viên trẻ tài năng, đa quốc gia là yếu tố tạo nên thành công của bộ phim như Iñaki Godoy, nam diễn viên người Mexico đảm nhận vai chính Luffy. Emily, nữ diễn viên người Mỹ trong vai Nami. Hai nam diễn viên người Nhật Makenyu trong vai Zoro cùng các nhân vật như bước ra từ trong truyện tranh. Thành công chinh phục khán giả suốt 2 thập kỷ, từ truyện tranh đến hoạt hình, One Piece đào hải tặc lại tiếp tục thành công với hiện tượng mới của phiên bản phim của mình. Monkey D. Luffy. And I'm gonna be King of the Pirates. Và đó là tất cả của tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại.